đóng vai trò chính yếu trong việc biến đổi thức ăn thành những chất thiết yếu cho cơ thể và loại bỏ ra khỏi máu các sản phẩm độc. Lá gan có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta không thể sống mà thiếu lá gan. Thế nhưng, bạn có biết, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B đang chiếm từ 10 đến 20% tổng dân số. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra tới hơn 80% các ca bệnh về gan và ung thư gan. Việt Nam cũng là quốc gia có tỷ lệ ung thư gan lớn nhất thế giới. Theo Bộ Y tế, ước tính đến năm 2020 sẽ có 8 triệu người Việt nhiễm virus viêm gan B mãn tính. Viêm gan virus đứng thứ 3 trong số nguyên nhân gây tử vong ở nước ta. Đáng chú ý là quá trình điều trị bệnh này khá phức tạp và kéo dài. Thậm chí nhiều gia đình phải bán cả gia sản vẫn không đủ tiền mua thuốc chữa bệnh. Những trường hợp viêm gan B kèm theo viêm gan C hay D thì thời gian điều trị kéo dài hàng năm với chi phí còn tăng gấp nhiều lần. Hiện ngành y tế mới chỉ tập trung vào dự phòng và khám sàng lọc, đẩy mạnh việc tiêm chủng vaccine dự phòng, song phương pháp này hiệu quả không cao. Do đó, việc nghiên cứu ra một phương thuốc hiệu quả luôn là điều người dân mong mỏi và khiến các nhà khoa học đau đầu. Có một chàng trai sinh năm 1980 đã tìm được phương thuốc chữa các bệnh về gan từ một loại cây thuốc nam quý có thành phần dược tính tốt cho gan, được các nhà khoa học đánh giá là nhiều nhất trong số các cây thuốc nam hiện nay. Đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy cùng với Sinh ra từ làng gặp gỡ chàng trai này. Xin chào các bạn, tôi là Phan Trung Kiên và đây là loại cây được các chuyên gia đánh giá là cây thần kỳ cho các bệnh nhân mắc bệnh về gan. Nó có tên là cà gai leo và hiện tại tôi có gần 30 hecta trồng loại cây này. Là đất nước ta với 3/4 diện tích là đồi núi, đây là điều kiện thiên nhiên rất phù hợp với trồng cây dược liệu. Sở dĩ tôi chọn cây cà gai leo vì cây này rất tốt cho cộng đồng và ai cũng có thể trồng được nó. Tôi hy vọng mọi người có thể chữa các bệnh về gan bằng cây thảo dược chúng ta trồng trong nước chứ không phải sử dụng bất kỳ sản phẩm ngoại nhập nào. Chào mừng các bạn đến với mô hình của tôi. Vâng, các bạn đang cùng với Sinh ra từ làng có mặt tại Miếu Môn, Chương Mỹ, Hà Nội. Và thật đáng ngạc nhiên khi chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 35 km thôi lại có một diện tích trồng cà gai lớn như thế này, đúng không ạ? Đây cũng là nơi chiếm 50% trong tổng diện tích 30 hectare trồng cà gai của anh Kiên và các cộng sự. Tác dụng của loại cây quý này trong việc bảo vệ gan đã được nghiên cứu kỹ lưỡng từ đầu thế kỷ 20, được các nhà khoa học Việt Nam cũng như thế giới đánh giá rất cao, bởi vậy giá trị khoa học nhiều hơn so với giá trị dân gian. Tuy nhiên, chắc hẳn những khán giả của Sinh ra từ làng cũng như tôi lúc này đang rất tò mò và muốn biết nhiều hơn về mô hình của nhân vật kỳ này. Phan Trung Kiên, năm nay 37 tuổi, cùng với 3 người bạn vốn là những người học cùng với anh hồi nhỏ và đại học. Hơn 2 năm nay, anh Kiên xây dựng mô hình gồm diện tích trồng cây cà gai leo ở 3 nơi là Hà Nội, Hòa Bình và Lạng Sơn. Ngoài ra, anh cũng có một xưởng chế biến rộng 200m². Mỗi ngày chỉ tính riêng tại Miếu Môn, Chương Mỹ, Hà Nội, anh Kiên thu được 1 tấn tươi sản phẩm từ cà gai leo. Sau đó, chế biến thành các sản phẩm khác như trà túi lọc, trà hóa tan và cao cà gai leo. Thu nhập lên đến 800-900 triệu đồng mỗi tháng. Anh ơi, em vẫn đang rất là thắc mắc với cây cà gai leo này, ở ngoài trông rất là bình thường và nếu như em nhớ không nhầm thì nhiều nơi người ta còn dùng làm hàng rào. Vậy thì làm thế nào có thể mang tới lợi nhuận cao như thế hả anh? Đúng như em nói đấy, cái cây này nó là cây, trước đây nó là cây hoang dại. Vâng. Và nó có rất nhiều gai nên được dùng làm hàng rào. Thế nhưng mà cách đây khoảng 40 năm thì Viện Dược liệu đã nghiên cứu chiết xuất từ cây này ra một cái hợp chất nó có tên là glycoalkaloid, có khả năng làm âm tính cái viêm gan virus B. Và được xác định là cái chất có tác dụng giải độc gan tốt nhất. Nó là cây dại, thế nên là bệnh tật của nó sẽ rất là ít. Thêm vấn đề tiếp theo đó là cái cây này nó mang tính chất là cây ngắn ngày. Mà một lần em trồng cái gốc cây xuống như thế thì em lại có thể thu được tới 4 năm. Mỗi năm 3 lứa, tức là trong vòng đời của nó là thu được tới 12 lần. Vâng. Như vậy là một loại cây mà mang tới rất là nhiều công dụng. Đúng bên rồi. Cạnh những lợi ích rất là tốt cho sức khỏe thì còn thấy rằng rất là dễ trồng. Đúng rồi. Em thấy dễ trồng như thế này thì vì sao ở đây anh lại phải đầu tư hệ thống tưới rất là bài bản? Nếu em nhớ không nhầm thì đây là hệ thống tưới nhỏ giọt đúng không anh? Đây em trông thì em tưởng là hệ thống tưới nhỏ giọt nhưng bản chất thì nó không phải. Cái thứ nhất là cái ống của hệ thống tưới nhỏ giọt nó không thể đủ bền để theo một vòng đời cây 4 năm. Ống này dày hơn đúng không? Ống này dày hơn, cứng hơn. Cái vấn đề thứ hai là cái tầng đất ở đây ở bên dưới có đá ong, thế nên là nước nó đã rất là sạch rồi. Thì nó lại có rất nhiều chất khoáng là bổ sung cho cây để làm cho cái dược tính nó cao lên. Khi mà sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt thì nó có cái lưỡi gài bên dưới.
Nếu như mà để lại khoáng thì cái lưỡi gà đấy nó sẽ bị, sau một thời gian sử dụng nó sẽ bị tắc, lại bắt buộc phải lọc. Bỏ cái khoáng đấy đi thì như thế thì nước sẽ không còn tốt nữa. Sử dụng hệ thống này thì vừa tưới được cho cây, vừa cung cấp cho cây đủ khoáng. Vậy thì hệ thống tưới này thì được đặt tên là gì ạ anh? Hệ thống tưới này bọn anh đặt tên là chọc xì. Chúng ta sẽ dùng những cái kim nhỏ châm theo khoảng từng khoảng cách một để làm sao khi em bơm nước thì sẽ có những cái lỗ sẽ tưới vào vào thẳng từng gốc cây một. Vâng, và hệ thống này là tự các anh đã nghiên cứu và sáng tạo ra đúng không ạ? Vừa rồi thì anh có nhắc tới đá ong. Nếu như theo em được biết thì đá ong là một vật khoáng thiên nhiên và giúp cho hấp thụ flo cũng như là các quặng kim loại trong nước ngầm rất là tốt đúng không anh? Đúng rồi. Trước năm 7 năm, những nhà khoa học thời Xô Viết cũ đã nghiên cứu suốt cái giải đất từ đây đến hết Yên Thủy Hòa Bình và đánh giá là vùng đất này là một vùng đất đặc biệt phù hợp cho cái việc trồng cây dược liệu. Bởi vì là khi người ta nghiên cứu thì thấy ở cái tầng bên dưới này có một cái lớp đá ong rất là dày và xuyên suốt. Thứ hai là trong cái nước có rất nhiều hợp chất khoáng phù hợp với cây dược liệu. Vâng. Như vậy là trước khi mà chọn vùng đất này để trồng thì anh đã nghiên cứu và tìm hiểu rất là kỹ về địa hình cũng như là tầng nước đúng không ạ? Đúng rồi. Luôn xác định phải sản xuất sạch mới có những sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và mới có thể xuất khẩu ra thế giới, nên toàn bộ 30 hectare cà gai leo của anh Kiên được anh và các cộng sự sản xuất với chuẩn GACP, nghĩa là áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Theo đó, hạt giống được anh Kiên chọn kỹ từ rất nhiều giống cà gai leo. Vùng trồng không chỉ là vùng có nguồn nước sạch mà còn là vùng cách xa khu dân cư, nhà máy, bệnh viện, trường học, đường giao thông để tránh ô nhiễm. Thảo dược như gừng, tỏi ớt, phân vi sinh được anh Kiên sử dụng trong quá trình chăm sóc cây cà gai leo. Quy trình thu hái, chế biến cũng được anh Kiên giám sát chặt chẽ. Anh ơi, thu hoạch cà gai leo này có khó không ạ? Em mới đi thôi mà gai đã bám hết vào người rồi. Đúng là nó tương đối nhiều gai đấy em ạ. Khá là khó. Thu hoạch cà gai leo thì cần phải chú ý gì hả anh? Em có thể thử với anh không ạ? Đúng rồi, có cái niềm đấy em. Vâng. Thứ nhất là em phải đeo găng tay. Phải thật sự để ý vì cái cây này rất nhiều gai. Vâng. Cắt cách gốc 3-5cm cho anh, thế là được. Nhưng mà em thấy là cây này có vẻ là chưa được 4 năm, vậy thì mình vẫn cắt cả đi hả anh? Thực ra thì em cứ cắt toàn bộ, tại vì cái phần là trên mặt đất của cây cà gai thì đều có thể là dùng làm thuốc. Khi em cắt như thế thì cây nó lại tiếp tục nảy mầm ra. Wow. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy được cả thân, lá, quả và dùng hết. Theo như phân tích của Viện Dược liệu thì cái quả là nơi có dược tính nhiều nhất, hàm lượng từ 0.45 đến 0.50. Ở trong lá thì từ 0.26 đến 0.35. Ở trong rễ thì từ 0.18 đến 0.22. Còn ở trong thân thì từ 0.07 đến 0.1. Thế còn so với tiêu chuẩn của Viện Dược liệu về dược tính có trong các loại cây tốt cho gan thì quy chuẩn sẽ là bao nhiêu ạ? Từ 0.1% trở lên. Vâng. Mà ở đây thì của anh đạt được là từ 0.22 đến 0.27, tức là cao hơn từ 2,2 đến 2,7 lần của tiêu chuẩn của Viện Dược liệu quy định. Trồng ở vùng này và các vùng khác thì có dược tính khác nhau không ạ anh? Nó khác nhau khá nhiều em ạ. Ví dụ vì nó phụ thuộc vào thời tiết, nó phụ thuộc vào chất khoáng, chất đất. Có những cái vùng thì theo như anh kết quả được bên Viện Dược liệu chia sẻ thì nó chỉ đạt có 0.05 đến 0.07 thôi. Tức là không đạt được tiêu chuẩn của Viện Dược liệu quy định. Và so với của anh thì nó thấp hơn đến 4 đến 5 lần. Như vậy là một là loại cây có dược tính tốt, tuy nhiên sẽ chỉ phát huy tác dụng khi mà chúng ta trồng ở vùng đất phù hợp và trồng đúng cách đúng không anh? Đúng rồi. Ở khu vực này thì mỗi ngày trung bình anh sẽ thu hoạch được sản lượng là khoảng bao nhiêu ạ? Một ngày trên cánh đồng này của anh sẽ thu khoảng 1 tấn tươi. 1 tấn tươi ạ? Đúng rồi. Nhưng mà từ nãy giờ em thấy là em với anh cắt mới được có vài cây thôi thì bao giờ được 1 tấn hả anh? Thì hôm nay là lần đầu tiên em đến thì anh đưa em cách thu hoạch lúc ban đầu bọn anh thu. Vâng. Diện tích còn ít, sản lượng ít thì bọn anh thu theo cách này. Vâng. Nhưng sau này khi sản lượng nhiều rồi, diện tích trồng lớn rồi thì bọn anh phải thay đổi. Và bây giờ là chúng anh cắt bằng máy. Cà gai leo thích hợp trồng ở nhiều nơi, từ vùng núi thấp đến trung du và đồng bằng ven biển. Thời điểm thu hoạch tốt nhất là khi cây ra hoa và quả xanh. Những chiếc lá ở sát gốc vẫn còn vì khi đó dược tính của cây đang nhiều nhất. Sau khi thu hoạch, cà sẽ được đem đi rửa sạch 3 lần dưới vòi nước sục. Tiếp đó, được bóc nhỏ và được mang đi sấy khô ở nhiệt độ 67 độ C. Tại Miếu Môn, anh Kiên đang có 2 máy sấy, công suất 1 tấn tươi một ngày một máy. Sau 24 giờ, sản phẩm sẽ được đưa vào các bao tải dứa, đóng gói với một lớp ni lông bên ngoài để tránh bị tái ẩm. Anh ơi, ở đây vì sao mình lại dùng củi đốt để sao như thế này mà không dùng phương pháp khác ạ? Em thấy những ngày mùa hè ở đây chắc chắn là rất là nóng, khó chịu. Đúng rồi, em đang cảm thấy rất khó chịu đúng không? Vâng. Thế nhưng mà
anh cũng không hiểu vì sao anh đã thử xào bằng điện, xào bằng ga rồi nhưng chất lượng nó lại không đạt được như khi mình xào bằng phương pháp truyền thống, nó xào bằng củi. Cái mùi nó cũng không thơm bằng mà cái vị nó cũng không đậm bằng. Như vậy là không chỉ có hương mà cả vị thì trà xào bằng phương pháp này cũng sẽ tốt và ngon hơn so với những phương pháp công nghiệp khác đúng không ạ? Trong quá trình xào này chúng ta có cần lưu ý điều gì để giữ được những cái dược tính cũng như là chất lượng của cà gai leo không ạ? Phương pháp truyền thống này thì nó đòi hỏi kỹ thuật tương đối nhiều, tức là lửa thì phải để cháy nhỏ và đều. Thứ hai là cái thời gian mà trong lò phải đảm bảo từ 15 đến 20 phút. Nếu mà chín sớm hơn thì nó có thể là sẽ bị cháy, dược tính không ra hết. Hoặc là nếu mà để cho ra sớm hơn thì cà gai nó có vẻ sẽ bị sống, mùi nó sẽ bị nồng. Vâng, như vậy là chúng ta cũng sẽ phải kiểm soát rất là chặt chẽ quy trình xào này. Đúng rồi. Bình thường thì em thấy rằng nhiều nơi họ có thể cho thêm những dược liệu khác như là nhân trần vào cho ngọt trà hoặc là một số loại cỏ ngọt khác, thì ở đây mình có cho thêm dược liệu nào khác không anh? Đúng như em nói đấy, như khi mà anh bắt đầu làm trà thì rất nhiều người tư vấn theo phương án đó. Vâng. Người thì bảo phải cho nhân trần, người thì cho hoa cúc, người thì cho then. Thế nhưng mà anh muốn là cái sản phẩm của anh chủ yếu mang tính chất là hình thức là chữa bệnh. Và anh muốn nó thuần khiết, chỉ mang mỗi vị trà của cà gai leo thôi. Thế nên là anh chỉ sử dụng một mình cây cà gai. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ cho ra những sản phẩm nguyên chất đúng không? Đúng rồi. Với sản lượng 5 tấn mỗi tháng, hiện nay anh Kiên và các cộng sự đang cho ra thị trường 3 dòng sản phẩm gồm trà túi lọc, cao cà gai leo và trà hòa tan. Ngoài các tác dụng tốt cho gan, cà gai leo còn có tác dụng tán phong thấp, tiêu độc, tiêu đờm, trừ ho. Mỗi sản phẩm đều có mã vạch, dễ dàng truy xuất nguồn gốc xuất xứ, bảo quản được 1 năm ở nhiệt độ thường. Hiện tại, anh Kiên đang tạo công ăn việc làm cho 70 công nhân với mức lương bình quân 4 triệu đồng mỗi người một tháng. Các sản phẩm của anh chủ yếu bán qua hình thức telephone online và có hệ thống giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Sản phẩm này cũng đã bước đầu đến được với một số siêu thị và nhà thuốc. Bây giờ chúng tôi đang có mặt tại nhà của anh Đào Văn Tình, là người trước bị bệnh gan khá nặng và sau một thời gian sử dụng cà gai leo thì không biết là bây giờ bệnh tình của anh như thế nào vậy ạ? Bệnh của mình bây giờ thì mình cũng đỡ nhiều rồi. Trước đây khi mà đi khám là bác sĩ chuẩn đoán bệnh của anh như thế nào ạ? Bệnh của mình là bệnh viêm gan mãn tính. Bệnh tật nó lúc nào cũng đau đớn trong người và nó thường xuyên dẫn đến mất ngủ. Lúc đấy thì tôi cũng rất là buồn chán, không có điều kiện để đi viện. Đâm ra là cũng hơi khó khăn và suy nghĩ nhiều, rất nhiều về vấn đề này. Mình cũng xin về nhà, mình đừng mua thuốc, lấy thuốc về nhà điều trị. Bởi vì thuốc ngoài bệnh viện nó tương đối là cao so với cái điều kiện khó khăn của mình. Cũng tìm đến cái sản phẩm cà gai leo để mình dùng. Và anh dùng cà gai leo đến bây giờ được bao lâu rồi ạ? Cũng dùng được hơn một năm nay. Hơn một năm? Vâng. Mấy năm thì ở nhà không làm gì được. Vâng. Hơn một năm nay là mình cũng đi làm được rồi. Tức là trước đây thì không đi làm được, nhưng mà bây giờ sau khi một thời gian sử dụng cà gai leo thì có thể làm việc được bình thường. Đúng rồi. Trước khi tôi dùng thuốc của bệnh viện thì một tháng thôi, chi phí vào đấy khoảng 4 triệu rưỡi. Từ khi tôi sử dụng sản phẩm này một tháng thôi chỉ mất khoảng 300.000. Wow. Như vậy là so với giá thành chi phí trước đây thì giảm tới tận hơn 10 lần. Đúng rồi. Vâng. Và hoàn toàn là chúng ta có thể trang trải được tiền mua thuốc mỗi tháng. Đúng rồi. Những sản phẩm này đã được những cái bệnh viện lớn trung ương mình đã đưa vào thử lâm sàng trên những cái bệnh nhân mà đã bị viêm gan B thì kết quả rất là khả quan, uống trong vòng một tháng và khi kiểm tra thì cái vấn đề virus là có hạn chế, và nếu chúng ta dùng tiếp tục với cái liều lượng cho phép thì chắc chắn là cái việc hạ men gan cũng như virus là có thể là xuống đến âm tính. Thì đây là một cái thực tế mà Việt Nam mình đã chứng minh và chúng tôi đã đưa những sản phẩm ấy sang Liên bang Nga. Mình là con thứ tư trong gia đình. Khi mình còn nhỏ thì mẹ mình thường xuyên trồng là rất nhiều các loại cây thuốc nam trong vườn. Ví dụ như cây lạc tiên là để làm cho người dùng ngủ nhiều. Rồi cây dây đau xương là giải quyết vấn đề đau nhức xương khớp. Tôi trồng thì tùy tiện lắm vì vườn đất của nhà nó cũng hạn chế mà. Thế chỗ nào mà hở ra tôi trồng cây thuốc. Kiên thì hồi nhỏ thì nó có để ý gì đến cây thuốc đâu. Thế nhưng mà sau khi mà có những cái trường hợp có những cây thuốc mà tôi cho bà con hàng xóm người ta dùng có hiệu quả thì cháu nó cũng để ý. Khi bà trồng cái vườn cây đấy thì xung quanh nhà nó rất um tùm. Nó là cái nơi trú ẩn của muỗi. Thế nhưng mà sau này thì mình dần dần thích nó, bởi vì là
Có những lần mình bị đau răng thì bà lấy những cái cây thuốc xung quanh đấy chữa cho mình mấy lần, mình thấy nó rất là hiệu nghiệm. Tuy thế, cơ duyên đến với việc trồng cây dược liệu chưa đến với Kiên ngay từ khi đó. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp khoa Kinh tế, anh gắn bó 10 năm với ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi nhưng không mấy thành công. Thế rồi anh gặp người bạn thân đang làm trong lĩnh vực bán thuốc bảo vệ thực vật. Nghe bạn kể đi bán nhiều, thấy bà con phun thuốc nhiều quá, thấy sợ và không muốn làm nữa. Anh nghĩ đến việc cần làm một điều gì đó, vừa tốt cho bản thân nhưng cũng phải tốt cho cộng đồng. Vườn thuốc nam của mẹ khi ấy cũng bắt đầu có nhiều điều khiến Kiên chăn trở. Khi mà bà không cho hết hàng xóm thì đến cuối vụ là cái cây dược liệu nó bị mọt và nó hỏng. Bà rất đau đớn về những cái việc đấy như thế, nhưng mà bà chỉ giúp được những người ở trong một cái xóm nhỏ thôi, nó không mở được rộng ra. Và mình nghĩ rằng là cái đất nước mình 3/4 cái diện tích là đồi núi thì nó rất phù hợp với những cây dược liệu này, thế tại sao mình lại không trồng nó? Nhưng cơ duyên chỉ thực sự đến khi anh Kiên đọc được một công trình nghiên cứu về giá trị của cây cà gai leo mà tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Khai và phó giáo sư tiến sĩ Phạm Kim Mãn nghiên cứu những năm đầu thế kỷ 20. Anh biết đây đúng là hướng đi của cuộc đời mình. Nói thật là tôi rất mừng, là vì thế này này, cái số cà gai leo của tôi mà trồng ở vườn mà không đủ để cung cấp cho nhiều người, mà nhất là con tôi nó cũng có, lúc bây giờ nó chưa hiểu cho nên nó không uống. Thế mà lúc này nó lại hiểu cái cà gai leo có tác dụng như thế, mà nó sản xuất thì chắc chắn nó sẽ uống. Tôi thấy cháu nó làm rộng nhiều như thế thì tôi lo. Nhưng mà thôi, bây giờ nó là trưởng thành rồi, nó có tính toán, nó học hỏi thì tôi cũng không dám ngăn cháu. Nhưng mà tôi thấy nó rồng cà gai leo là tôi mừng, vì nhiều người sẽ giải độc được gan. Vào thời điểm đó thì điều gì đã khiến anh tin tưởng vào giá trị của cây cà gai leo để đưa đến quyết định bắt đầu với sản phẩm này? Cái cây cà gai leo là một cây dược liệu được nghiên cứu rất là kỹ. Có tới 4 công trình là cấp quốc gia và những cái bài viết về nó thì có hàng ngàn bài viết trên những cái tạp chí dược liệu. Thế nên là nó có cơ sở khoa học là một. Thứ hai là cũng không riêng gì Việt Nam có cái này. Ở đảo Hải Nam Trung Quốc người ta cũng đã được nghiên cứu rồi, và đặc biệt ở bên Ấn Độ người ta đã sử dụng cây cà gai này từ rất lâu. Và khi mà có những cơ sở khoa học để từ đó mình tin tưởng và quyết định là sẽ bắt đầu với việc trồng cây cà gai leo thì anh đã triển khai kế hoạch của mình. Xác định anh sẽ trồng cà gai leo thì anh tìm đường đến các công ty dược, họ đồng ý ngay. Tại vì lúc đấy là cái nhu cầu nó đang cái mặt hàng nó rất là khan, và người ta đồng ý cho anh trồng đến tới 50 ha. Vâng, như vậy là họ sẽ đầu tư cho mình ạ? À không, vốn thì là do mình phải tự bỏ. Anh lúc đấy anh huy động mọi nguồn, bạn bè, gia đình, rồi là bên nội bên ngoại, rồi vay ngân hàng, rồi thậm chí là vợ anh còn bỏ việc ở một công ty là nước ngoài về phụ giúp với anh. Vì lúc đấy cơ hội nó mở ra, nó rất là lớn, mọi người đều hy vọng. Như vậy tức là họ không đầu tư vốn, tuy nhiên là họ sẽ bao tiêu đầu ra cho đúng mình rồi, đúng không ạ? Đúng rồi, vâng. Họ sẽ bao tiêu toàn bộ cho mình. Bọn mình đã mang cái sản phẩm của mình lên trên Viện Dược liệu Trung ương để người ta test nghiệm cho mình. Thì thực ra là ra một cái kết quả rất là mỹ mãn, mà ngay cả các chuyên gia trên đấy cũng đánh giá rất cao về cái tính dược tính ở đây. Và họ khuyến khích mình là các anh nên phát triển cái vùng này. Và lúc đấy là cái cánh đồng của bọn mình ấy là nó phát triển về năng suất cũng như là về chất lượng, nó đạt ngoài cái mong muốn của chúng mình. Thế đâm ra là anh em lại có rất là nhiều cái động lực và nhìn rất là phấn khởi, thực ra là rất phấn khởi. Lúc đầu có vẻ như mọi việc khá suôn sẻ đúng không ạ? Khi mà anh trồng thì anh cũng nắm được kỹ thuật rồi. Và giá thị trường lúc đấy nó từ 120-150, đấy là giá bán buôn, đấy còn giá bán lẻ nó lên tới 250-300 ngàn cơ. Thế nhưng mà cái cây này nó ngắn ngày, nó dễ trồng, thế nên mọi người ào vào trồng nó. Thì giá nó đang từ 150.000 xuống 120.000 rồi 70.000. Và có thời điểm sâu nhất nó xuống tới giá là 15.000 đồng trên 1 kg. Wow, xuống gấp 10 lần ạ. Đúng rồi. Thì họ quay ra họ đề nghị anh với một cái mức giá gần như giống như cái sản phẩm bên ngoài. Thế nên là anh không thể tiếp tục bán cho họ. Khi mình trồng sạch thì mình không thể nào cạnh tranh được với cái giá mà dân cứ trồng tràn lan bên ngoài. Cái sản phẩm của mình làm tốt ra như thế mà bị đánh đồng với cái sản phẩm kia là mình là người sản xuất mình không hài lòng. Cái thứ ba nữa là mình thấy rằng là cái người tiêu dùng không được tôn trọng. Cái người tiêu dùng phải dùng những cái sản phẩm mà nó không được đảm bảo chất lượng. Thế khi mà cái hợp đồng đấy người ta không thực hiện được thì anh em bọn mình ấy là cũng bị sốc, thực ra là cũng bị sốc. Lúc đấy mình còn có gọi là 50 cân thôi, sút ăn mất ngủ, tóc thì bạc hết, bây giờ phải nhuộm. Kiên là cái người mà chịu trách nhiệm chính về cái việc đầu ra cho sản phẩm. Kiên bỏ hết, gác hết mọi việc khác mà chỉ có suy nghĩ, chỉ có đi tìm hướng
cho sản phẩm của mình thôi. Đầu tiên là anh tìm cái hướng là xuất khẩu hàng sang Trung Quốc, bắt đầu cái cửa khẩu Chima. Thì anh rất là hào hứng thấy là những cái gian hàng dược liệu rất là nhiều. Thế nhưng mà khi cầm cái cây cà gai hỏi mọi người thì mọi người chỉ nói là mọi người biết về cây cà gai nhưng chưa từng buôn cái mặt hàng này bao giờ. Thế là cái cửa sang Trung Quốc bị đóng lại. Và có người bạn làm xuất nhập khẩu sang thị trường Ấn Độ. Sau khi tìm hiểu kỹ thì mới thấy rằng là Ấn Độ người ta đã sử dụng cái sản phẩm này hơn trước mình rất là lâu và trình độ canh tác của họ hơn mình rất là nhiều. Thế nên là cái sản phẩm của mình cũng không có cửa để sang đó. Thế thì mình cũng gặp một số cái chủ hàng bên đấy. Họ mới nói là họ lấy dược liệu của mình về, họ có thể là họ chiết xuất lấy một phần là cái dược tính ở trong dược liệu của mình rồi. Sau đó họ làm lại về hình thức, đóng gói lại, họ cho hương liệu vào và họ lại xuất lại ngược lại Việt Nam. Họ mới mua với mình là 10 thì họ lại có thể là xuất sang mình 14, 15 cơ. Mà trong khi đấy dược tính lại giảm đi. Thế nên là những cái dược liệu ở Việt Nam đa phần là dược liệu rác, tức là dược tính đã bị rút đi rồi. Sau khi biết điều đấy thì anh lại càng quyết tâm hơn là cái cây thuốc nam phải được chế biến và đưa đến người tiêu dùng. Phải dùng chính cái cây thuốc là của nước mình chữa cho người dân nước mình. Thế nên lúc đó anh muốn là tự mình tạo ra một cái sản phẩm mà mình quản lý được từ cái khâu đầu tiên là cây làm con giống, trồng, chăm bón, thu hái và chế biến tạo ra sản phẩm và bán cho người tiêu dùng, thì lúc đấy nó là sạch tuyệt đối, nó an toàn. Rất may mắn, trong quá trình trồng cây cà gai leo, anh Kiên thường xuyên chụp ảnh và chia sẻ lên Facebook. Từ việc trồng như thế nào, làm đất ra sao, cách mà các anh làm, chọn cây giống. Thế nên, khi có sản phẩm bán ra, mọi người rất tin tưởng, số lượng đặt hàng ngày một nhiều. Lúc đó, anh Kiên chỉ biết bán các cành tươi băm ngắn cho mọi người. Thì mọi người dùng là được đánh giá rất là tốt. Thế nhưng sau này mọi người phản hồi là đa phần mọi người không có cái thời gian để làm cái việc mà bốc một rúm cà gai, dội một chút nước sôi và để cho nó sạch lông, xong cho vào trong cái ấm, xong đun tầm 15-20 phút để cho nó ra dược tính và rót vào trong chai. Thậm chí những người cẩn thận lại còn phải nếm cái màng vải rót qua đấy để lọc nước cho sạch, xong rồi đem bỏ vào tủ lạnh hoặc cầm theo uống. Rất nghe là bất tiện. Rất phức tạp. Đúng rồi. Và thậm chí nữa là cái cây cà gai này nó có rất nhiều dược tính. Thế nên là khi mà những cái thời tiết nóng bức như ngày hôm nay chẳng hạn, thì là em đun từ sáng, em để đến chiều nó đã có thể thiêu rồi và không thể uống được nữa. Thế thì mọi người mới tư vấn cho anh rằng là sao anh không làm thành trà túi lọc, chúng tôi dùng sẽ dễ dàng hơn. Thì thế là lúc đấy anh mới đi tìm hiểu về quy trình sản xuất trà túi lọc. Là ban đầu đọc cái quy trình và xem cái quy trình ở trên YouTube rồi là đọc trên báo thì thấy nó cũng không phải có gì quá phức tạp. Thế nhưng mà những thiết bị thì mình không có. Thế là anh phải bắt đầu từ những cái việc đầu tiên là lấy cà gai cho vào cái chảo. Sao nên như là mình rang lạc ấy. Đấy, sau đấy thì lấy cái cà gai đã được sao rồi cho vào máy xay sinh tố. Vợ đang xay cháo cho con, bỏ ra xay nhỏ ra, xong rồi mua cái giấy túi lọc. Em hình dung cái giấy túi lọc đó là cái giấy nó có những cái lỗ nhỏ. Thì mang về dập 3 mét lại, xong dùng thìa xúc vào đấy. Xúc từng gói một, xong dùng cái máy dập chân dập vào. Và lúc đấy thì mỗi cái gói túi lọc, em hình dung là mỗi cái gói túi lọc người ta thường đóng từ 1,8 đến 2,2 gram. Thế nhưng mà cái gói trà túi lọc của bọn anh lúc đấy nó có trọng lượng lên tới 10 gram. Tức là gấp khoảng 4 đến 5 lần cái sản phẩm kia. Trà túi lọc nhưng vẫn bán theo cân. Tức là bốc vào đấy bao giờ chứa đủ 1 cân, cho vào một cái túi bóng dùng dây rút thít lại và in một cái tờ A4, in một cái tờ A5 bằng cái giấy bình thường đấy, qua máy in laser, xong hướng dẫn sử dụng rồi tên sản phẩm rồi hạn sử dụng rồi tất tần tật in vào hai cái mặt đấy xong thả vào đấy. Thế là bán cho mọi người trông nó rất buồn cười. Vâng. Sản phẩm của mình nó không dùng chất bảo quản nên là nó sợ là cái không bán được hàng, nhưng mà khi đưa ra thị trường thì được mọi người cái do cái chất lượng hương vị mình tạo được ấy, thì được mọi người rất là ủng hộ. Thế anh em rất là tự tin nói rằng thế thì bây giờ mình đủ khả năng để mình làm nó đẹp hơn và chất lượng nó vẫn thế này. Từ sản phẩm trà túi lọc, có tháng anh Kiên thu về hơn 270 triệu đồng, một con số không hề nhỏ đối với những người mới bắt đầu khởi nghiệp như anh lúc bấy giờ. Thế nhưng, một lần nữa, yêu cầu tiện lợi khi sử dụng lại đặt ra thách thức với Kiên và các cộng sự. Sau đó thì thấy nhiều người
là không có đủ thời gian để đợi từ 5 đến 10 phút có một cái ly trà là nóng như thế, thì chúng mình phải nghĩ cho những cái sản phẩm khác tiện dụng hơn. Thế thì mình nghĩ đến cái sản phẩm đường Gluco. Cái sản phẩm đường Gluco thì cái công nghệ sản xuất ra nó rất là an toàn rồi. Thì mình quyết định là sử dụng cái sản phẩm đường Gluco đấy làm chất mang cho cái sản phẩm là cao hòa tan. Thế nhưng mà cái câu chuyện nó lại cũng chưa dừng ở đấy. Khi mà có sản phẩm cao rồi thì nếu với những người bị bệnh gan thì dùng một lượng mỗi ngày là 3 gram trên ngày và chia làm 3 lần, mỗi lần 1 gram. Thế thì khách hàng người ta hỏi là như thế nào là 1 gram? Thì rất khó định lượng đúng không ạ? Lúc đấy anh lại phải ngồi lại với nhau và ngồi tính làm sao để cho ra cái sản phẩm nó phù hợp hơn nữa. Và rồi trà hòa tan ra đời. Đây là sản phẩm được nghiền từ cao sấy khô trộn đường Gluco và được đóng gói với định lượng 3 gram. Người dùng dễ dàng hơn trong việc sử dụng theo đúng liều lượng. Sản phẩm được cải thiện, công việc làm ăn của anh Kiên và bạn bè cũng dần khởi sắc. Khi mà công việc kinh doanh của chúng ta bắt đầu có những khởi sắc thì cụ thể hàng tháng doanh thu như thế nào ạ? Tháng đầu tiên anh bán được 28 triệu. Tháng thứ 2 thì anh đã đạt được 70 triệu. Tháng thứ 3 anh đạt 320. Và tháng thứ 4 anh đạt 450 hay 470 gì đó. Vâng. Sản lượng nó tăng lên rất nhanh và đến tháng thứ 5 ạ. Tháng thứ 5 nó đã là 720 triệu rồi. Vâng ạ, con số quá là ấn tượng đúng không ạ? Tháng đầu tiên chúng ta có 28 triệu và chỉ đến tháng thứ 5 thôi đã là 720 triệu. Nhưng mà mọi thứ chắc hẳn không chỉ đơn giản như thế. Khi đến 720 triệu rồi thì tháng tiếp theo nó rơi xuống còn có 480 triệu. Vì sao ạ? Bởi vì khả năng bán hàng của bọn anh dựa hoàn toàn vào mạng xã hội, chạy quảng cáo là cứ tự mình làm thôi. Thuật toán Facebook họ thay đổi. Thì quảng cáo của mình nó không còn hiệu quả nữa và nó bị lao dốc. Thì anh bắt đầu anh nghĩ là anh không thể dựa mãi vào việc bán hàng trên Facebook nữa. Vâng. Và anh phải đi xây dựng thương hiệu. Vâng. Và lúc đó thì mình bắt đầu tìm hiểu và thực hiện công đoạn này như thế nào? Là lúc đấy là bọn anh lại phải thuê thiết kế, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký chất lượng, làm vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà xưởng, một loạt mã số mã vạch. Vâng. Rất là nhiều khâu về sau để chúng ta hoàn thành cái quy trình sản xuất nghiêm ngặt đúng không ạ? Đúng rồi. Thành công không chỉ giữ cho riêng mình, anh Kiên vừa chú tâm phát triển mô hình, vừa gây giống, cung cấp cho bà con cùng phát triển nhiều loại dược liệu quý. Không chỉ cung cấp giống, anh còn hỗ trợ về mặt kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, giúp bà con yên tâm sản xuất. Và câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Thu Hòa tại Hà Nội. Bạn có hỏi là không biết khi sử dụng những sản phẩm từ cây cà leo này thì có cần lưu ý gì không ạ? Thứ nhất là không sử dụng cái sản phẩm cà leo cho là bà mẹ đang mang thai. Và cái thứ hai là khi sử dụng cái sản phẩm cà leo thì đặc biệt chú ý đến những người mà có huyết áp thấp. Vâng. Và hy vọng rằng là với những tư vấn vừa rồi thì bạn Thu Hòa cũng như là những khán giả quan tâm tới sản phẩm này thì chúng ta sẽ biết cách sử dụng hơn những sản phẩm được chiết xuất từ cây cà gai leo. Câu hỏi thứ hai đến từ bạn Huy Dũng ở Tây Nguyên. Bạn có hỏi rằng không biết rằng ở Tây Nguyên thì có phù hợp để trồng cây cà gai leo hay không, và nếu có thì có thể mua giống tại đâu ạ? Cái vùng đất Tây Nguyên anh đánh giá trên cơ sở khoa học thì thấy rằng là nó rất phù hợp với cái cây cà gai leo này. Vì đất đấy rất là tốt và thường xuyên nó là cao nguyên nên nó không bao giờ bị úng. Nhiệt độ là quanh năm thì nó ở cái mức độ thích hợp cho cây cà gai leo phát triển. Nếu như mà các bạn ở khu vực gần đây thì có thể đến tại công ty mua cây giống. Bọn anh đã gieo sẵn. Thế nhưng mà ở Tây Nguyên thì do cái quá trình vận chuyển nó xa quá thì phải mua hạt giống về tự ươm trồng thì nó sẽ tiện lợi hơn. Bên công ty sẽ có đội ngũ kỹ thuật là hướng dẫn cho mọi người là cách gieo trồng nó. Nếu như mọi người mà làm được theo đúng những cái quy chuẩn là của bọn anh đang làm đây thì anh hoàn toàn có thể là lo đầu ra cho mọi người. Vâng ạ, một thông tin rất vui dành cho bạn Dũng cũng như những ai đang mong muốn phát triển mô hình cây cà gai leo đúng không ạ? Trong những số tiếp theo, Sinh Ra Từ Làng sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những câu chuyện của những thanh niên dám nghĩ, dám làm và đầy trách nhiệm mang tới những giá trị cho cộng đồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào anh, tôi là Nguyễn Văn Viên đến từ công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn miền Bắc. Hôm nay tôi được tới thăm mô hình của anh, tôi cảm thấy là rất ý nghĩa. Thay mặt cho tổng ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn có kỷ niệm chương và phần quà để tặng đến anh, chúc mô hình sẽ phát triển và nhân rộng nhiều hơn nữa. Dạ vâng, cảm ơn anh, cảm ơn chương trình.